Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy rất là nổi tiếng, rất là uy tín nha. Con máy này nó mang tên là Genoa Komitsu BC2310 Made in Japan nha. Tem Made in Japan mà nó bị các bạn bị cốc. Mình nhìn xem. Các bạn. Các bạn xem bạn. Máy này là đối với những người có tuổi làm vườn, có tuổi. Mình cũng đang làm một cái con Komitsu rất là nhẹ các bạn. Có thể nói là nó là siêu nhẹ Komitsu. Nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Rất là mới luôn, đẹp. Rất là đẹp luôn. Chụp giật trợ lực. Chế hòa khí tự động. Rất là đẹp luôn, mắt in sẽ băng nha. Chế hòa khí tự động. Cái tình trạng máy rất là mới các bạn. Ở đây nó có số ký hiệu không chứ nó không có đóng Made in Japan các bạn. Để Made in Japan ở ngoài, ở trong này có số ký hiệu của Komitsu. Hàng Komitsu. Đây, rất là đẹp luôn. Nguyên bản không có like, không có like món gì hết. Cái dòng này bô đen nha các bạn. Bô đen chứ không phải bô, không phải bô mạ kẽm. Này là tay cầm gọn các bạn. Dòng này để cho những người lớn tuổi làm vườn rất là nhẹ. Có thể nói là dòng máy này là siêu nhẹ. Khó cái về cái độ nặng nó là khó có máy nào địch nổi, nó rất là nhẹ luôn. Mình nói máy này mình đã qua sử dụng rồi. Siêu nhẹ luôn. Nguyên bản của nó đó. Chẳng có zin nha các bạn. Chẳng có zin. Cùi zin của Nhật luôn. Có chống dính cỏ, chống mài mòn. Tuyệt vời luôn. Một cái cùi xài rất là đã. Cho nên cỏ chống mài mòn. Tay cầm gọn nha các bạn, thích hợp cho những cái vườn cây rậm rạp và những bác lớn tuổi. Làm này nó đỡ tốn sức dữ lắm. Mình làm dạng là sức khỏe mình không có được như mấy chàng trai,
cái chàng trai thì thích cái máy lớn mạnh làm cho nhanh, còn cái này máy này nói chung ở tầm lứa tuổi cỡ khoảng 50 đổ lên thì xài rất là đã luôn, nhưng mà nó cũng tùy theo việc các bạn. Nếu mà làm vườn thì cái này thì tuyệt vời, dòng Komitsu này 23 nha, mà nó mạnh tương đương với 26 của các dòng khác nha các bạn. Để mình nổ thử cho các bạn xem, rất là dữ luôn. Máy rất đẹp, mời bạn xem lại nào. Nồng nó ngắt, xám xịt luôn. Nguyên bản chưa đụng tới nha các bạn, chưa đụng tới semi bê tông gì cả, nguyên bản. Bạn nhìn xem cái máy xài nhiều xài ít nhìn rất là dễ phân biệt. Để mình test thử cho các bạn xem nha, nổ dữ lắm luôn, chạy ganh ti như ý, chạy lớn rất là bốc luôn. Biệt giật rất là nhẹ các bạn, dòng này có xả cò tự động nha các bạn, mình nhắc lại nha, dòng Komitsu này nó có hệ thống xả áp tự động ở trong sơ mi đó các bạn, rất là nhẹ, giật giật như chơi luôn. Lại thêm hỗ trợ cái trợ lực nữa mà xả xả áp tự động nữa, cho nên giật rất là nhẹ luôn. Bạn thấy mình ngồi rất xa, các bạn mình thấy mình ngồi rất là xa, mình chỉ dối tay lại thôi là có thể khởi động nó được các bạn. Dòng máy này chạy rất là mạnh mẽ các bạn, nó cũng thuộc về đỉnh cao của kỹ thuật các bạn, xả áp, trợ lực, chế tự động. Con này chạy rất là mướt, xài rất là ok các bạn. Đặc biệt nó phù hợp cho các vườn cây ăn trái mình mới mới trồng nha các bạn. Tay cầm gọn này đặc biệt có một cái mình chỉnh cái tầm sát thương của nó đó, rất rất là chính xác luôn. Nghĩa là mình đưa cái lưỡi mình cầm bằng hai tay, cầm trực tiếp vô ghi đông luôn. Cho nên là khi mình thao tác là cây con mình cắt ở những gốc cây con là tuyệt vời luôn, và những vườn cây rậm rạp có thể là mình phát ghi đông rất là khó, ghi đông lớn, ghi đông hai tay đó các bạn rất là khó, nhưng mà đối với cái máy tay cầm gọn thì mình thao tác thật là dễ dàng. Và đặc biệt nó là ở những vườn cây mới trồng phát cái độ chính xác rất là cao. Cái này thích hợp cho làm vườn nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cái máy Komitsu BC2310 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.
Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào nha.